Trong những năm gần đây, món ăn từ côn trùng đã thu hút được rất nhiều thực khách ở châu Âu, châu Á, trong đó có Việt Nam. Trong các loại côn trùng đang được sử dụng thì ưa chuộng hơn cả là thịt dế giàu đạm, canxi, vị ngon không kém thịt cua nên càng nhiều khách tìm đến. Theo y học, dế mèn còn làm thuốc chữa bệnh. Dế mèn là loại côn trùng giàu protein, ít chất béo, giúp giảm lượng cholesterol trong máu. Thịt dế mèn còn được dùng trong các trường hợp chữa chứng nhiễm độc nước tiểu, chứng sỏi thận. Nhờ đó mà phong trào nuôi dế bắt đầu hình thành và đã có người giàu lên nhờ nuôi dế. Ra đời với mong muốn đem lại nguồn thực phẩm sạch, bổ dưỡng cho thị trường, Trại Dê Bến Tre tự hào là đơn vị uy tín đã nghiên cứu xây dựng thành công mô hình chăn nuôi sạch và cung cấp tất cả các sản phẩm về dế như dế thịt, trứng dế, ổ trứng dế, xì và lẻ đa dạng các sản phẩm về dế. Chúng tôi nhận phân phối sản phẩm trên thị trường toàn quốc. Tại Trại Dê Bến Tre, chúng tôi đầu tư mô hình chăn nuôi khép kín, thuần tự nhiên, phân chia thành nhiều khu vực theo từng giống vật nuôi, nên chất lượng và số lượng ổn định quanh năm, giá thành vô cùng hợp lý. Trại Dê Bến Tre đang dần mở rộng thị phần kinh doanh, số lượng con giống và thương phẩm phân phối ra thị trường ngày càng tăng lên đáng kể, tự tin đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bà con, hộ gia đình, nhà hàng, khách sạn, không chỉ tại khu vực mà cả trên toàn quốc. Đây chính là động lực để chúng tôi hoàn thiện và nỗ lực hơn mỗi ngày. Đến với chúng tôi, khách hàng được lựa chọn vô vàn con giống có sức khỏe tốt, sinh trưởng mạnh, nguồn dế thịt, dế thương phẩm sạch, khỏe mạnh, thơm ngon, bổ dưỡng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt ổ trứng dế với giống bố mẹ con to, mạnh khỏe, không bệnh, tỷ lệ nở lên đến 99%, nuôi đạt từ 6 đến 8 kg dế thương phẩm. Đồng thời được hướng dẫn kỹ thuật nuôi mới, có thể nuôi trong nhà, thùng các tông, thùng xốp, dế đạt sản lượng cao cho bà con nông dân ổn định kinh tế. Khi có bất kỳ nhu cầu, hãy liên hệ ngay trang trại chúng tôi theo số hotline 0914 714 929 0365 247 239, Zalo 0914 714 929, địa chỉ ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Trại Dê Bến Tre với phương châm ba tốt: chất lượng tốt, dịch vụ tốt, giá thành tốt, chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng. Trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của chúng tôi trong suốt thời gian qua.